Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe KHS F-Line 720, một là mẫu xe mang thương hiệu của Mỹ. Xe được thiết kế giữa khung carbon và kết hợp với cả nhôm. Đồ Tiagra. Và bây giờ em sẽ vào giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Các bác có thể thấy là trên khung có đề là carbon và nhôm, sự kết hợp của hai vật liệu chính để làm xe đạp. Còn trên này là nhôm 6061, là một cái loại nhôm và có cái độ cứng và cái độ chống bào mòn rất là cao. Bên dưới này là những cái mấu hàn để kết nối với cả carbon. Đấy, phần dưới này là carbon. Chiếc xe cho cái độ nhẹ của chiếc xe rất là cao. Đồ Tiagra cũng rất là cao cấp. Tay lắc kia rồi ra thanh ba mảnh càng ngày các con bánh 700c. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 51 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Chiếc xe này là size M, size trung bình, để phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị là 10 tầng lip, 2 tầng đĩa, 20 tốc độ khác nhau. Xe KHS thương hiệu Mỹ đang bán với mức giá là 10,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ cái số Zalo hiện ở trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn và hỗ trợ. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng ấn nút chuông để có được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.